Hy Lạp là một quốc gia lâu đời và nổi tiếng biển điều trên thế giới. Ba hướng Nam, Đông, Tây đều giáp biển xanh mát mênh mông. Hy Lạp là giao điểm của châu Âu, châu Á và châu Phi. Với một nền văn minh rất cao, khởi đầu khoảng 3.000 năm về trước, ảnh hưởng của Hy Lạp trong tư tưởng, ngôn ngữ và văn hóa Tây phương phải nói là vô cùng sâu rộng. Về mặt văn chương, kiến trúc, nghệ thuật, triết lý và khoa học, Hy Lạp nổi bật trên thế giới và đã phát xuất những tinh hoa trong nhân loại như Pythagore, Archimedes, Socrates, Plato. Về tôn giáo, phần đông dân chúng ngày nay theo một tông phái của đạo Thiên Chúa mang nét đặc thù Hy Lạp, gọi là Eastern Orthodox. Truyền thuyết Hy Lạp cho rằng Thượng Đế sáng tạo địa cầu bằng cách đổ tất cả đất qua một chiếc phễu, những viên đá còn sót lại, Ngài dùng để xây Hy Lạp. 80% đất nước Hy Lạp đều là núi non. Có nhận xét rằng có lẽ vì địa dư không được vì nhiêu, nên suốt nhiều thế kỷ trong lịch sử, người Hy Lạp đã phải di dân và tàn nát khắp mọi nơi. Tuy nhiên, nhờ vào sự giao tiếp văn hóa rộng rãi, bản chất người dân Hy Lạp lại càng thêm thông minh và cởi mở. Và cũng tại Athens, thủ đô Hy Lạp, nơi lừng danh thế giới với đền thờ nữ thần Athena, vị nữ thần tượng trưng cho trí huệ, tọa lạc trên dốc đồi cổ kính Acropolis, người dân Hy Lạp đã nhiệt tình đến nghe thông điệp của Thanh Hải Vô Thượng Sư, những thông điệp đầy tình thương và trí huệ của một minh sư hiện đại. Sau đây là trích đọc phần chuyển ngữ bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại thủ đô Athens vào ngày 20 tháng 5 năm 1999, nguyên văn bằng Anh ngữ với đề tài Nhận thức Thượng Đế là đức tính cao quý nhất. Kính mời quý thính giả lắng nghe. Καλώς σας βράδυ. Greeks is the great country which is full of mythology about gods and goddesses. And the world is still admiring the sculpture of these symbol of spiritual high attainment. So good evening, the gods and goddesses of Greeks. The modern one. I have come here to remind you of your glorious heritage. In case you have remembered already, it's fine. And if you have forgotten, we come here to show you how to reclaim your glorious position. Because you are all God and goddesses, whether you remember or you forgotten. Hy Lạp là một quốc gia vĩ đại với rất nhiều truyền thuyết thần thoại về các vị thần và nữ thần. Thế giới ngày nay vẫn còn ngưỡng mộ những công trình điêu khắc của biểu tượng thành đạt cao về tâm linh này. Vậy thì kính chào quý vị, các vị thần và nữ thần hiện đại của Hy Lạp. Tôi đến đây để nhắc quý vị nhớ lại dòng dõi vinh hiển của quý vị. Nếu quý vị đã nhớ rồi thì tốt, nhưng nếu quên thì chúng tôi đến đây để hướng dẫn cho quý vị biết cách đoạt lại ngôi vị vinh quang của mình. Tất cả quý vị đều là những vị thần và nữ thần, cho dù quý vị nhớ hay không nhớ. Nếu một vị vua hay một vị hoàng tử tạm thời quên rằng họ thuộc dòng dõi hoàng tộc, điều đó không có nghĩa là họ không phải người hoàng gia. Đôi khi vị vua hay vị hoàng tử đó hoặc người trong hoàng tộc phải vô rừng hay đi đánh giặc để bảo vệ đất nước, hoặc để mạo hiểm, và tạm thời họ phải rời xa cung điện. Trong lúc thám hiểm, họ đi quá xa, khỏi những tiện nghi, những xa hoa, đôi khi gặp hiểm nguy, trắc trở. Lúc đó, họ tạm quên mình thật sự là ai.
Tương tự như vậy, chúng ta đã lang thang xuống thế giới vật chất này và đã quên đi thiên quốc thật sự của chúng ta. Muốn đạt lại thiên quốc, chúng ta phải được nhắc nhở nếu chúng ta không tự mình nhớ được. Bởi vì chúng ta đã là Thượng Đế rồi, hay ít nhất cũng là con cái Thượng Đế, không cần phải làm gì để trở thành Thượng Đế, chỉ cần nhớ lại. Không như mọi vật chất mà chúng ta có thể sờ được, giữ lấy và thấy được bằng mắt phàm, thiên quốc, khía cạnh của đấng thiêng liêng, vô hình so với khía cạnh vật chất. Cho nên chúng ta phải dùng một đường lối khác để nhớ lại, để biết. Biết Thượng Đế, biết chính mình là một việc rất rất giản dị, chỉ vì không có người nhắc chúng ta nhớ mà thôi. Chẳng gì đến nỗi, ngay cả trẻ em 6 tuổi trở lên cũng có thể thấy Thượng Đế mỗi ngày. Thượng Đế có thật, chúng ta có thể tự mình chứng minh điều đó mỗi ngày, mỗi lần. Cũng như chúng ta có thể dùng khoa học vật chất để chứng minh rằng một vật gì đó hiện hữu. Chúng ta cũng có thể dùng khoa học tâm linh để chứng minh rằng Thượng Đế và Thiên Đàng có thật, và chúng ta muốn câu thông lúc nào cũng được. Cũng như khoa học vật chất, các khoa học gia có thể khám phá ra phương cách để chứng minh một điều gì. Về vấn đề tâm linh, có những người cũng có thể khám phá ra một điều gì đó, rồi đem kết quả ấy chia sẻ với tất cả chúng ta. Những vị thần và nữ thần Hy Lạp thời xưa đã khám phá ra khoa học này và đã lưu lại dấu tích, lưu lại sự hiểu biết của họ cho chúng ta học hỏi. Có người đi thật sâu vào khoa học này để thể nghiệm ý nghĩa thật sự của nó, vượt trên lời nói, trên ngôn ngữ loài người để khám phá ra trí huệ tâm linh, và họ cũng có thể chia sẻ với chúng ta. Cũng như mọi ngành khoa học và nghiên cứu, người nào muốn hiểu biết về một điều gì thì phải khảo cứu nhiều hơn, phải cống hiến thời giờ cho môn học đó. Cho nên, đừng hỏi tại sao quý vị không biết, vì quý vị không có thời giờ nghiên cứu nhiều. Một số người trong chúng ta đã bỏ thời giờ ra để nghiên cứu, tìm phương cách nào dễ nhất để có thể thông hiểu giáo lý của những vị thánh cổ xưa trong một thời gian ngắn, và tất cả chúng ta đều có thể chia sẻ cho nhau kết quả này. Không phải chỉ có thời giờ là đủ, mà còn phải có sự thành tâm, sự khao khát trong tận cùng đáy lòng, muốn biết bí mật của vũ trụ, mới mang quý vị đến sự hiểu biết về trí huệ này. Một khi chính chúng ta hiểu thấu rồi, thì chúng ta có thể truyền sang cho người khác, nếu họ thích biết về môn học này. Knowing God is the only virtue that we must acquire. Ignorance is the only sin that we must avoid. Ignorance makes us kill each other, hate each other, damaging each other, competing with each other, and make so much damage to ourselves and to everyone else that we think it's not the same opinion. Ignorance also breeds so many other evils, such as greed, hatred, and makes us suffer so much, because these things make us also hate ourselves. Nhận thức Thượng Đế là đức tính duy nhất mà chúng ta phải có. Vô minh là tội lỗi duy nhất mà chúng ta phải tránh. Vô minh khiến chúng ta sát hại, hận thù, tranh giành lẫn nhau. Chúng ta gây thiệt hại cho nhau quá nhiều, thiệt hại đến những người không cùng tư tưởng với chúng ta. Vô minh sinh ra nhiều xấu xa tội lỗi như tham, sân, si, khiến chúng ta đau khổ rất nhiều, vì nó cũng làm cho chúng ta từ ghét bỏ chính mình. Vô minh có nghĩa là chúng ta không biết rằng tất cả đều là Thượng Đế. Mọi kinh điển đều nói rằng Thượng Đế ngự trong ngôi đền này. Cho nên tất cả những người mà chúng ta gặp ở đây và mọi nơi khác đều là Thượng Đế hiện thân trong cảnh giới vật chất. Vì sự vô minh mà chúng ta gây chiến với nhau, tham lam đủ mọi thứ, bởi vì chúng ta
không hài lòng với thế giới này. Chúng ta đến từ thiên quốc, nơi không bao giờ thiếu một cái gì. Nên khi xuống đây, chúng ta nhớ những tiện nghi sung sướng tuyệt đối đó. Chúng ta muốn tiền bạc, muốn nhà cao cửa rộng, muốn đủ thứ, vì chúng ta thiết nhớ tất cả những thứ này. Chúng ta có sở hữu nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào so sánh với thiên đàng, cho nên chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Càng có nhiều, chúng ta càng muốn, rồi người khác trách chúng ta tham lam. Thật ra, không phải chúng ta tham lam, nhưng vì ở đây chúng ta thiếu thốn những thiện nghi. Cách duy nhất để chấm dứt sự ham muốn này là khai ngộ, biết tự tính, con người thật của mình. Có nghĩa là chúng ta đến thăm thiên quốc, ngôi nhà thật sự của mình, mỗi ngày, bất cứ khi nào mình muốn, để biết rằng chúng ta có một cái gì tốt hơn, hay hơn, và tất cả mọi thứ ở đây chỉ là tạm bợ. Chúng ta sẽ không còn ưa thích những thứ giả tạm này nữa, vì đã biết thế nào là vinh quang thật sự. Vì vô minh không biết đến bản lai diện mục mà chúng ta làm hại chính mình cũng như những người xung quanh. Thử nhìn tất cả những chất độc mà con người đổ vào ngôi đền thượng đế đẹp đẽ của họ. Rượu, bia, thuốc lá, ma túy, chất độc nào cũng có, lại đắt tiền nữa. Quý vị phải trả nhiều tiền để mua những thứ độc đó, để tự giết mình từ từ. Quý vị nghĩ rằng những chất này sẽ giúp cho quý vị dễ chịu hơn, vui vẻ hơn. Thế dường như là vậy, nhưng hậu quả lâu dài của chúng thật là khủng khiếp. Hàng năm, số người chết vì các chứng bệnh liên quan tới hút thuốc nhiều hơn là số người chết vì chiến tranh. Cho nên do vì chiến tranh, chúng ta đã tự giết mình rồi đó. Không những bằng thuốc lá mà thôi, mà dĩ nhiên kể cả rượu và ma túy. Quý vị biết rõ hơn tôi. Quý vị biết, ai cũng biết, nhưng họ vẫn thích làm. Tại sao? Tại vì ở đây thiếu tiện nghi. Bất cứ điều gì hứa hẹn một sự an ổn, hạnh phúc huy hoàng là chúng ta bám lấy. Muốn trị dứt tất cả những bệnh này, chúng ta phải biết bản lai của mình. Phải mỗi ngày lên thiên đàng lấy đồ thật về cho nhu cầu tâm linh của mình, để chúng ta đừng khuất phục trước những thứ giả độc hại này, giết thể xác, làm tê liệt não bộ và làm hại tới những người chung quanh, gây đau khổ, phiền não, lo lắng cho thân bằng quyến thuộc. Chúng ta đã biết rằng từ ngàn xưa, đa số những người biết Thượng Đế không còn muốn thế giới này nhiều nữa. Do đó, họ có thể xả bỏ tất cả những tiện nghi tạm bợ ở đời. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải làm vậy. Chúng ta có thể có cả hai. Chúng ta vẫn có thể bỏ mọi thứ, bởi vì chúng ta thật tình không còn cảm thấy cần thứ gì trên thế giới này. Nhưng vì đang sống trong thời đại văn minh, chúng ta vẫn giữ mọi thứ như thường lệ, cho khỏi rắc rối và tiếp tục cuộc sống tạm thời này cho đến khi trở về ngôi nhà thật của chúng ta. Nhờ có nhiều vị thần và nữ thần đến viếng tinh cầu và ban cho chúng ta nhiều ân điển tâm linh, mà thế giới ngày nay đã trở thành văn minh hơn, tiến bộ hơn, với đầy đủ những dụng cụ khoa học tiện nghi hơn. Chúng ta nên sử dụng những thứ này như những ân điển Thượng Đế ban cho, với lòng biết ơn, để cảm tạ Thượng Đế vì Ngài đã ban cho chúng ta những ân điển này. Chúng ta phải biết Thượng Đế là ai, phải đích thân cảm ơn Ngài. Chúng ta phải nói chuyện với Ngài, phải lắng nghe những gì Ngài đang muốn nói với chúng ta, để tiếp tục tinh cầu tươi đẹp này, và để phục vụ anh chị em chúng ta theo ý muốn của Ngài. We all want to believe in God, but sometimes it's difficult because we don't have a direct contact. We do want to be good to our brothers and sisters. We do want to share our wisdom, our wealth to everyone, but we just do not have much. We are here to show you how to achieve these things that is always the deepest desire in your heart.
Tất cả chúng ta đều muốn tin Thượng Đế, nhưng đôi khi rất khó vì không có sự câu thông trực tiếp. Chúng ta muốn tốt với anh chị em mình. Chúng ta muốn chia sẻ trí huệ, tài sản cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta không có nhiều. Chúng tôi đến đây để giúp quý vị biết cách đạt được điều mà quý vị khao khát nhất trong tâm từ trước đến nay. Những lời cầu nguyện, nghi lễ, nhịn ăn đôi khi cũng mang đến cho chúng ta an ủi một phần nào và cho chúng ta được thấy Thượng Đế một thoáng chốc. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để biết bản lai diện mục thật sự của mình. Nó chính là phẩm chất của các vị thánh nhân. Làm nhiều hơn không có nghĩa là chúng ta bỏ công ăn việc làm, quên gia đình, không ăn, không ngủ và sống khổ hạnh. Không, chúng ta vẫn tiếp tục đời sống. Chúng ta chỉ dành một chút thời giờ để câu thông với Đấng Thiêng Liêng. Càng câu thông với Đấng Thiêng Liêng, chúng ta càng có nhiều thời giờ. Vì những chuyện khác, chúng ta sẽ cần ít đi. Ngủ ít hơn, ăn cũng ít hơn. Tất cả những thứ khác mà từ trước chúng ta nghĩ rằng cần thiết, bây giờ đều ít hơn. Cơ thể được nuôi dưỡng không những bởi thức ăn mà còn bởi ân điển tâm linh. Nếu không, thì tại sao khi một người chết đi, thân thể họ không cử động được, không nói được, không suy nghĩ được? Thân thể, não bộ của người này đều nguyên vẹn, vậy tại sao lại không cử động được? Khi một người qua đời, linh hồn, linh thể của họ đã rời khỏi công cụ vật chất này và đi nơi khác. Cho nên chân ngã thiêng liêng đó, bản lai thật sự đó cũng phải được nuôi dưỡng, chăm sóc để thân thể này cũng có thể hoạt động một cách hoàn hảo khi chúng ta còn sống ở thế giới này. So if we practice spiritual meditation or contemplation, true spiritual prayer, that means we also take care of the body, that means we water the plant from the root, not from the leaf. So that's the principle of the universe. Seek you first the kingdom of God, and everything else will be given unto you. Lo and behold, the kingdom of God is not far, the kingdom of God is at hand. It's very near, it's within you. It's every second we can see. So if the kingdom of God is at hand, we can see it. I can assure you we can. Nếu chúng ta thiền định, một phương thức cầu nguyện đúng nghĩa, tức là chúng ta cũng săn sóc cho thể xác chúng ta. Chúng ta tưới nước tận gốc, chứ không phải tưới trên ngọn. Đó là nguyên tắc của vũ trụ. Hãy tìm thiên quốc trong con trước, rồi tất cả những thứ khác sẽ đến. Thiên quốc không xa, thiên quốc đang ở trong ta. Nó rất gần, bên trong quý vị, mỗi giây phút đều có nó. Nếu thiên quốc ở trong ta, thì chúng ta có thể thấy được. Tôi bảo đảm quý vị là được. Nếu tôi thấy được, tất cả những người của chúng tôi, hàng ngàn hàng vạn người đã thấy được, thì tôi chắc chắn quý vị cũng thấy được. Tôi có thể chứng minh cho quý vị ngay giây phút mà quý vị muốn. Khi chúng ta có thời giờ với nhau, quý vị sẽ thấy ngay lập tức. Có thể sẽ thấy cả thiên quốc trong vòng một giây. Có thể thấy chỉ một chút xíu, tùy theo quý vị. Dù sao quý vị cũng sẽ thấy một cái gì đó. Để yên tâm rằng sau khi chết, chúng ta không bị xuống địa ngục. Sự sống là vĩnh cửu, và thật sự có thiên đàng đang đợi chúng ta. Trong Kinh Thánh, có một vị thánh nói rằng ông chết mỗi ngày. Tại sao ông chết mỗi ngày? Kinh Thánh còn nói rằng, xả bỏ thân xác vì linh hồn thì các con sẽ bắt đầu được sống. Như vậy có nghĩa là gì? Hai câu nói có cùng một nghĩa. Chúng ta có thể chết trong khi sống, đến thiên đàng, trở về, tiếp tục bổn phận của mình, rồi đi thiên đàng nữa, và trở về nữa, như thể chúng ta có hai thế giới. Hôm nay, sau khi thuyết pháp xong, tôi sẽ nhắc quý vị, như quý vị muốn, rồi mỗi ngày quý vị có thể làm giống như vậy. Nó đơn giản, giống như là gỡ mắt kiến xuống, vì thế cho nên nhiều người không biết.
chúng ta nghĩ rằng thiên đàng là một cái gì đó rất khó mà đạt được, và chúng ta phải tự trừng phạt mình cho những tội lỗi của mình. Chúng ta phải nhịn ăn mấy tháng, phải làm thế này, thế kia. Chúng ta làm những thứ này để làm gì? Chúng ta là Thượng Đế. Mọi kinh điển đều nói rằng, ít nhất, chúng ta cũng là con cái của Thượng Đế. Nếu vị hoàng tử là con trai của vua, thì người đó có phải tự sám hối và chịu đau khổ thì mới trở thành hoàng tử không? Người đó đã là hoàng tử rồi. Lý do chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta quên mình là hoàng tử và để cho kẻ đầy tớ, sự gian ác, phủ định của thế giới này đầy đọa, hành hạ chúng ta. Tôi đến đây để nhắc nhở quý vị trở về với sự bảo bọc và giúp quý vị nhớ rằng quý vị là Thượng Đế. Không phải chỉ nói ngoài miệng mà quý vị nhớ, mà là do một sự đánh thức vô hình lực lượng Thượng Đế bên trong quý vị. Trong giờ phút được gọi là truyền tâm ấn, quý vị sẽ biết mình là con của Thượng Đế. Trên thế giới này, điều gì cũng cần phải có sự chứng thực, một văn bằng hay một chứng chỉ nào đó để chúng ta biết mình là ai. Trong thiên quốc, chúng ta cũng có những chứng chỉ vô hình, có sự giáo huấn vô hình để chúng ta biết mình là ai. Điều đó, hôm nay chúng ta sẽ học, rồi sẽ đạt thêm mỗi ngày, cho đến khi tốt nghiệp. Thấy Thượng Đế không mất bao lâu, nhưng làm quen trở lại với bản lai diện mục của mình mới là lâu. Chúng ta quá quen với thể xác này, với thế giới ta bà và lối suy nghĩ trần gian, nên phải mất một thời gian mới thật sự thấu hiểu được những giáo huấn của thiên đàng. Còn không thì chỉ mất một vài giây là biết Thượng Đế. Và mỗi ngày quý vị sẽ biết Thượng Đế thêm, thêm nữa, cho đến khi thật sự nhớ lại. Việc này không phải nghe, xem hay đọc là đạt được, mà nó phải được trong yên lặng, chỉ một mình, vì trí huệ của quý vị sẽ được khai mở, và quý vị sẽ ngộ ra bản lai của mình là Thượng Đế. Nhưng dĩ nhiên, tôi phải nói một điều gì đó để giới thiệu quý vị con đường trở lại thiên đàng này. Nếu quý vị có câu hỏi, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp trước khi quý vị quyết định có muốn nhớ lại bản lai diện mục vĩ đại của mình hay không. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin Thượng Đế gia trì cho quý vị. Kính thưa quý khán giả, sau phần thuyết giảng của Thanh Hải và Thượng Sư, Thánh chúng Hy Lạp đã đặt rất nhiều câu hỏi tâm linh. Chúng tôi xin cống hiến quý vị chuyển ngữ phần vấn đáp chọn lọc. Λοιπόν, η ερώτηση είναι τι είναι ο Χριστός. What is Christ? Κίτο λαγί. What is Christ? Is this not a Christian country? Δεν είμαστε σε χριστιανική χώρα. Huh? No? Is it or is it not? Είναι ή δεν είναι. I'm asking you. Yes. Yes? Uh-huh. All right. Since you pretend to be not knowing, I also pretend that I know something and explain it to you for the sake of continuing conversation. Christ is a name of the divine consciousness. There are many names for this divine consciousness. Đây không phải là quốc gia theo đạo Thiên Chúa hay sao? Thôi được, quý vị giả vờ không biết, thì tôi cũng giả vờ biết, giải thích cho quý vị nghe, để tiếp tục cuộc đối thoại giữa chúng ta. Kitô là tên của ý thức thiêng liêng. Có nhiều tên để chỉ ý thức thiêng liêng này. Khi một người đánh thức được ý thức thiêng liêng, họ được gọi là người Thiên Chúa. Đó là danh từ Cơ Đốc giáo. Tại những quốc gia khác và những truyền thống khác, người ta gọi cùng một lực lượng này bằng danh từ khác. Vì vậy mới có nhiều những cái gọi là tôn giáo và ngay cả chiến tranh tôn giáo nữa. Tất cả chỉ vì từ ngữ khác nhau mà thôi.
Chữ mẹ trong tiếng Hy Lạp gọi là gì? Con gì đáp? Mitera. Tiếng Anh gọi là Mother. Tiếng Pháp gọi là La Mère. Tiếng Đức gọi là Mutter. Những chữ này có khác nhau không? Hay là cùng nói tính người đàn bà sinh ra mình? Đó chỉ là vấn đề ngôn ngữ mà thôi. Tất cả chúng ta đều có Kitô bên trong. Chỉ cần nhớ lại, và tôi sẽ chỉ cho quý vị biết. Nếu quý vị nghĩ Chúa Giê-xu là một người khác với quý vị, thì quý vị có thể thấy Ngài trong khi thiền, nói chuyện với Ngài, sau khi quý vị đã đánh thức lực lượng thượng đế của chính mình. If life exists after the grave, people, spirits, come back to earth after what procedures and for what reasons? Nếu có đời sống sau khi chết và linh hồn con người trở lại địa cầu, chuyện xảy ra như thế nào và nguyên nhân là gì? There are two types. You want to know about ghosts or you want to know about reincarnation? Quý vị muốn biết về ma hay muốn biết về sự luân hồi? Có hai loại linh hồn trở lại địa cầu. Linh hồn trở lại không có thân thể, gọi là ma, và linh hồn ở trong một cái vỏ thân thể khác, gọi là luân hồi. Thật ra cả hai đều là luân hồi trở lại. Có nhiều cách cho linh hồn luân hồi, không nhất thiết là ở thế giới này, và không nhất thiết là ở trong thân thể nào đó, hay trong thân thể loài người. Khi chết, có người chưa nhận ngay ra rằng họ đã chết, cho nên họ cứ ở quanh quẩn, cố gắng nói chuyện với người thân. Họ bực mình, đập đầu nhưng không thấy đau. Họ thử ăn gì đó và rất bực bội. Đôi khi họ muốn gây phiền phức, bởi họ không chấp nhận là họ đã lìa đời và họ vẫn còn lưu luyến bầu không khí thế gian. Cũng như có người vô minh, chúng ta cũng có ma vô minh. Nhưng sau một thời gian, họ cũng sẽ được đem đi về nơi chốn của họ. Tùy theo sự thành đạt tâm linh của họ, tùy trình độ hiểu biết của họ về vũ trụ, mà họ sẽ được đặt để ở những nơi khác nhau. Những linh hồn trở lại mà chọn một thân thể khác, chỉ để thể nghiệm thêm hiện tượng ở thế giới này, cho đến khi nào thấy đủ, họ mới đi đầu thai ở một nơi khác, hoặc ở lại thiên đàng, còn tùy. Có những linh hồn chọn trở lại thế giới này ngay sau khi lìa đời. Có những linh hồn chọn nghỉ ngơi một thời gian trong thời kỳ chuyển tiếp này rồi trở lại sau đó. Có những linh hồn chọn ở một nơi khác hàng ngàn năm rồi mới trở lại. Và có những linh hồn không bao giờ trở lại đây nữa. Thật ra, linh hồn là một phần của Thượng Đế, giống như giọt nước là một phần của đại dương. Linh hồn từ đó là Thượng Đế, cho nên nó biết nó muốn làm gì và nó quyết định sẽ làm gì kế tiếp trong giờ phút gọi là địa trần. Πιστεύετε στη Δευτέρα Παρουσία και στη τελική κρίση? Do you believe in the final judgment and the second and... coming? Yes. Oh, Jesus? Yes. The final judgment and the second coming. Sư phụ có tin vào sự phán quyết cuối cùng và Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai không? The final judgment comes when we leave this physical planet. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life flash before us like seconds. Sự phán quyết cuối cùng xảy ra vào lúc chúng ta lìa thế giới vật chất này. Lúc đó, tất cả những việc xấu tốt mà chúng ta đã làm trong đời sẽ lướt qua trước mắt chúng ta chỉ trong vòng như là một vài giây. Chúng ta thấy mình đứng đó làm quan tòa phán xử chính mình, và bởi vì tất cả chúng ta vốn là Thượng Đế, chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta đã chọn hay không chọn trong lúc còn sống. Về việc Chúa Giê-xu trở lại lần thứ hai, Ngài đã đến hoài rồi. Ngài ngự ở trong tất cả chúng ta. Mỗi khi chúng ta đánh thức lực lượng của Chúa dậy, đó là lúc Chúa trở lại lần thứ hai. You told us previously about reincarnation and that spirits can choose if they will reincarnate or not. They choose freely. What, therefore, is the law of karma? And what are the lessons that we have to learn in each incarnation?
Ban nãy sư phụ có nói đến luân hồi và linh hồn có thể chọn đầu thai trở lại hay là không? Họ được tự do lựa chọn. Nếu vậy thì định luật nhân quả là gì? Và trong mỗi lần luân hồi như vậy, chúng ta phải học những bài học nào? Actually, we don't have to learn anything here. We just have to remember what we already know. Thật ra chúng ta không phải học điều gì ở đây. Chúng ta chỉ phải nhớ lại những gì chúng ta đã biết. Nói về luật nhân quả thì những gì chúng ta làm trong thế giới này sẽ ảnh hưởng hoặc trở lại với chúng ta, và có những nghiệp sẽ theo chúng ta sau đời sống vật chất này. Dĩ nhiên, nếu chúng ta không khai ngộ, nó sẽ theo chúng ta khắp nơi, vì luật nhân quả là gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Nhưng đôi khi hậu quả không trở lại kịp thời trước khi chúng ta chết, nên nó vẫn còn đó, và dĩ nhiên là chúng ta phải giải quyết. Lúc chết, linh hồn có thể chọn đầu thai lại bất cứ chỗ nào nó muốn. Điều đó đúng. Nhưng linh hồn là toàn giác, toàn công lý, nên nó biết trong lúc còn sống, nó đã làm một cái gì đó không tốt đối với cảnh giới cao hơn, nên nó sẽ tự chọn đầu thai trong những hoàn cảnh nào để phù hợp cho việc trang trải nợ nần hay hoàn thành bổn phận. Vì thế mà tôi nói rằng, chỉ có những người khai ngộ mới có sự chọn lựa cao hơn hay thấp hơn, vì họ thật sự có thể chọn lựa. Nhưng những linh hồn chưa khai ngộ thì không được chọn nhiều. Vừa rồi quý khán giả vừa nghe phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Hy Lạp vào tháng 5 năm 1999 với đề tài Nhận thức Thượng Đế là đức tính cao quý nhất. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.